vẻ đẹp mày ơi. Tao đâu có đuôi. Mày đâu ra vậy? Gần sớm tao á. Tao kết ẻm quá là sao rồi ta? Nghe đồn nhỏ này nhát gan lắm, sợ ma nữa. Sợ ma hả? Gì vậy? Ma. Ma hả? Đừng lo, có anh đây rồi. Xem đây. Yeah. Anh làm sao hay vậy? Do ông cố nội anh để lại. Chuyên trừ tà diệt yêu. Từ bây giờ trở đi, mỗi khi em đi về là có anh bảo vệ. Đừng lo. Nữa kìa. Mày còn dám quay lại nữa hả? Xem đây. Hình như là con khác đó. Đoàn nhà này có người chết chẳng á. Tách hàng bay đi vô chổng á. Cái gì? Mày cần bản lĩnh đàn ông hả? Nè, nói cho mày biết nha. Tao không có. Gì vậy? Ê, tao mất luôn rồi. Nếu có triệu rưỡi thì sao? Gì? Mày cho mỗi thằng 1.5 triệu. Phải. Có nghĩa là mỗi thằng hùng vô 500. Đứa nào đi vô chổng thảnh thơi đi ra lượm tiền. Ok, chơi. Bây giờ sao? Thằng nào vô trước? Tao. Bản lĩnh. Ừ, vô. Tao hả? Ừ. Nấu cá à. Thế vậy sao gan quá mày. Ừ, cảm giác tôi tự tin quá không? Lỡ giờ tao mới mất triệu. Thôi, cầm 1.5 triệu hai thằng biết. Ôi làm gì, anh em coi mình ra gì nữa. Bộ đồ trắng tóc và thon. Thấy rõ luôn hả? Thấy rõ luôn. Coi viêm rất bị nhiễm đúng không? Nãy mạnh mẽ tự tin lắm mà. Bản lãnh nào của mày đâu? Để thằng này. Để thằng này nha. Trời ơi, tao nói có thiệt đó. Hoàng lì mày. Ê, ê. Cái gì? Hù Hoàng bay chơi vô thôi. Hù ông nội với mày. Tao. Ê, chờ mày đi. Đừng chờ mày về. Nó nghe mùi kìa. Trời ơi. Trong đó có khách. Đồ trắng tóc dài. Tiền ngày nó về về đi. Về đi. Ê. Gì? Mày bắt buộc cũng phải vô trong đó. Đúng rồi. Mày phải vô. Tao bỏ lại. Tao chấp nhận tao mất 500 ngàn. Đi. Trời ơi. Nhanh. Vô nhanh đi. Cứ gì mà làm. Ê, nơi. Sao rồi? Sao? Ôi, sao mày tự tin quá vậy? Gì vậy? Ê. Không thấy gì luôn hả? Có thấy gì đâu. Vô trong đó coi. Trời ơi. Cái gì vậy? Ê, mày có khùng không vậy? Làm gì đó? Ở lại đây. Rồi chia tiền nè, với tụi nó như vậy. Mệt ghê. Yeah.
đi, sáng giờ không có cái gì hết. Mệt mỏi lắm rồi hả? Cái gì? Cũng mày không chứ ai. Mày nói hay lắm. Tin tao đi, chỗ này có dắt đi lòng vòng sáng giờ luôn á. Ta giờ cảnh giác quá trời, mày thấy không? Cái chị á. Ai không biết cảnh giác. Nhưng mà bây giờ tính sao đây? Chữa gì vô bụng luôn á. Từ từ đi. Ê, muốn chị trong kia có nhà kìa. Giờ sao? Lắm được gì lắm. Vô đánh nhanh rút gọn. Ừ. Không dây dưa nha. Rồi. Ô đi về mà nó không mở cửa. Mày khùng hả? Mới gõ có một lần à. Gõ lần nữa thôi, biết đâu có người ra làm sao. Chào hai anh. Đẹp quá à. Điên quá. Đẹp mới cần vô. Em ơi, từ chiều đến giờ á, hai anh em lên đây tìm nhà người quen, nhưng mà tìm hoài không có ra. Anh đi lòng vòng, đói bụng, khát nước quá à. Bây giờ em có thể cho anh vô trong đó uống miếng nước được không? Dạ được. Tao sợ tao kìm lòng không nổi. Cứ vô đi, tao kìm cho. Hai anh ngồi đi nha, để em vô lấy nước. Đẹp nhỏ này đi dáng lạ quá mày. Người đẹp đi vậy không á, cá tính mà. Sao đêm khuya mà hai anh đi lòng vòng đây vậy? Tụi anh đi kiếm nhà người thân. Kiếm con bà cô. Đang sống đây 19 năm trước á. Giờ không biết chết bờ chết bụi đâu rồi. Tìm biết không? Tìm hoài không ra luôn á. Sao vậy? Anh có sao không vậy? Anh không sao đâu, anh đói bụng tí xíu xíu à. À, vậy để em vô em nấu gì đó nha. Không, được rồi. Em cho uống nước là vui lắm rồi, mừng lắm. Anh không ăn gì đâu. Ăn cái khác đi. Mày thôi đi. Mày kìm tao lại, kìm tao lại. Có gì đâu mà ngại anh. Đói vậy cũng không đi đâu được hết. Để em vô anh làm gì đó. Cái dáng nữa này vẫn lướt mày ơi. Cái dáng đi cá tính đi đâu á. Tao chịu vậy nè. Hai anh thông cảm nha. Tại vì gấp quá em không có biết nấu gì hết. Ăn mì gói nha anh. Được rồi nha. Có vậy là vui lắm rồi, mừng lắm rồi. Ăn nhiều vô nha. Ăn đi anh. Anh hỏi nè. Không có ai ở chung em hết hả? Không lẽ định sống mình về hoài luôn hả? Không có muốn là tìm một bờ vai để nương tựa sao? Thực ra thì em cũng nghĩ tới á, nhưng mà em chưa có kiếm được ai hết. Không sao đâu, anh nghĩ cũng được mà. Vai rộng nè, đó, đẹp trai nữa. Em ơi, sao cửa khóa luôn rồi? Em với cái người dân đó là làm một hả? Một. Cái gì vậy? Trời ơi, khóa cửa, khóa cửa, khóa cửa, khóa cửa, khóa cửa.